Xin chào anh em, hôm nay shop Phúc Thắng mình xin giới thiệu thêm một sản phẩm của một thương hiệu đồ chơi xe máy rất nổi tiếng tại thị trường Việt Nam mình, đó là thương hiệu Sát, một thương hiệu chuyên về sản xuất những linh kiện phụ tùng độ máy đã được rất nhiều anh em tại thị trường Việt Nam tin dùng và chủ lò tại Việt Nam sử dụng rất là nhiều, đã có mặt từ lâu tại thị trường Việt Nam. Thì hôm nay mình xin giới thiệu thêm một cái sản phẩm của một thương hiệu Sát, đó là cục IC độ mở tô racing dành cho anh em đang chơi dòng máy là Future Neo 125, Future 225, Supreme 110, Quay A 110, Quay Black đồ này kia nha anh em. Thì nó sẽ sử dụng cho cục IC này. Thì nói đến cái thương hiệu Sát, mà cái những dòng IC của thương hiệu Sát thì đã được khẳng định từ lâu cho chất lượng rất là ok, tốt. Thì cái cục IC này là cục IC mở tô Sát Racing. Giá cho cục IC này là trong tầm giá rất là ok và dễ chịu, là 350.000 cho cục IC Sát. Số Phúc Thắng mình bán cam kết đây là đúng hàng chính hãng của Sát sản xuất nha. IC cá mập 350 một cục, sử dụng được từ xe độ đến xe zin, từ xe độ nặng đến xe độ nhẹ. Bao anh em là gắn vô là thấy ngay được sự khác biệt, đánh lửa mạnh đều ở mọi vòng tua, đốt sạch nhiên liệu, xe chạy nhẹ hơn, tiết kiệm xăng hơn. Giá là chỉ có 350.000 cho cục IC Sát mở tua dành cho anh em chơi dòng máy 125, Future 125. Máy mà sân cơ nha anh em, những cái dòng Future mà FI là không có xài được. Quay Black cũng xài chung nè, Quay A 110 mới giờ cũng xài chung, Supreme 110 cũng xài chung nha. Đây là dòng IC lửa bình. Nếu mà anh em đang chơi dòng máy quay rim, xài lửa máy 5 chân, muốn xài cục IC này vẫn được nha anh em, với điều kiện là mình phải đổi đầu jack lại chuyển qua xài lửa bình thì mình vẫn gắn cho quay rim được, nhưng mà với điều kiện là phải sửa lại jack. Cục IC Sát này rất là ok nha, 350 một cục IC Sát. Anh em có nhu cầu liên hệ qua mình qua số điện thoại là 0933 996 332. Số Phúc Thắng nha.